Phần tiếp theo mà chúng ta đi tìm hiểu đó là hằng số. Thì định nghĩa hằng số là một biến lưu những giá trị không đổi trong suốt chương trình và bắt buộc phải khởi tạo giá trị khi khai báo. Tác dụng của hằng là để ngăn chặn việc gán giá trị khác vào biến. Hằng cũng làm cho chương trình dễ đọc hơn bằng cách biến những con số vô cảm thành những tên có nghĩa. Hằng giúp cho chương trình dễ nâng cấp sửa chữa hơn hằng giúp cho việc tránh lỗi dễ dàng hơn nếu như bạn vô ý gán một giá trị cho một cái biến hằng thì là chương trình sẽ báo lỗi và cách cách khai báo thì như ở trên slide đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái từ khóa con sau đó thì dấu cách kiểu dữ liệu tiếp tục cách tên hằng và dấu bằng sau đó giá trị và sau đó là cái dấu kết thúc đó là dấu chấm phẩy hai cái lưu ý đó là hằng bắt buộc phải khởi tạo giá trị ngay khi khai báo và không được thay đổi giá trị trong suốt chương trình và hằng bao giờ cũng là static nhưng mà ta không được đưa từ khóa static vào hằng thì cái static này chúng ta học sau nhé bây giờ chúng ta sẽ vào trong code để chúng ta thử cú pháp khai báo hàng đó là cont uh, kiểu dữ liệu này in điểm số cao nhất bằng 8 đó chúng ta phải khởi tạo giá trị trước này nếu mà không khởi tạo giá trị ngay lập tức báo lỗi này đó và chúng ta sẽ là thử gán lại giá trị cho cái hàng nhá bằng 7 này đó nó sẽ báo lỗi luôn là không thay đổi được cái giá trị của cái hàng số này thì cái hàng số khi mà khai báo thì chúng ta thường viết hoa các cái từ này và đặt dưới mỗi cái từ là dấu gạch dưới nha đó thì để mà chúng ta phân biệt là hằng với lại là biến ví dụ như là chúng ta có cái biến là in a à, chúng ta thử gán một cái giá trị cho một cái biến nào a à, ở đây chúng ta gán bằng với lại là điểm số cao nhất đi đó thì như vậy chúng ta thấy là biến có thể là à, hằng thì có thể là được gán giá trị cho biến còn nếu mà ngược lại thì không được ngược lại này chúng ta gán giá trị cho hàng lá biến đi thì là nó sẽ lỗi luôn do là cái tính là không thay đổi trong suốt chương trình và một lý do nào đấy thì chúng ta cần lưu cái điểm số cao nhất thì nhìn vào đây chúng ta biết ngay là đây là điểm số cao nhất chứ chúng ta sẽ không phải nhớ đó là số 8 nữa. Đấy, thì nó giúp cho chương trình là nó dễ đọc hơn, nó biến những cái con số những cái chuỗi là vô nghĩa bình thường thôi thành những cái mà có nghĩa, dễ đọc, dễ sửa, chữa, dễ nâng cấp sau này. Và một cái nữa là nó cũng như vậy thì nó sẽ tránh lỗi dễ dàng hơn, cái tính không đổi của nó giúp cho việc tránh lỗi